Niên vụ cà phê năm 2021-2022, tỉnh Sơn La có khoảng 20.000 ha cà phê với sản lượng ước đạt 40-45.000 tấn nhân. Để đảm bảo tiêu thụ cà phê cho người dân, chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước đối với hoạt động chế biến nông sản, tỉnh Sơn La đã tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, giám sát hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung. Tuy nhiên, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác bảo vệ môi trường trong niên vụ nông sản vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do diện tích trồng và sản lượng cà phê đang ngày càng gia tăng. Các cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung chưa đảm bảo tiêu thụ sản lượng cà phê tươi trên toàn tỉnh, dẫn đến phát sinh hoạt động sơ chế, chế biến quy mô hộ gia đình, nguy cơ ô nhiễm cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất chế biến, thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch và đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát các đơn vị. Và qua việc mà các đoàn kiểm tra giám sát các đơn vị thì cho thấy là cơ bản là các đơn vị sản xuất cà phê niên vụ 2021-2022 đã chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường, và đặc biệt là các đơn vị đã ký cam kết và chủ động trong việc mà thực hiện các giải pháp phòng chống và đặc biệt là không để xảy ra sự cố môi trường. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số các cơ sở cũng có những vi phạm nhỏ lẻ thì đã kịp thời xử lý và yêu cầu coi như là thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả. Với một số cơ sở nhỏ lẻ của hộ gia đình, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố, đặc biệt là Mai Sơn, Thuận Châu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở ký cam kết về bảo vệ môi trường, yêu cầu đóng cửa với cơ sở không đảm bảo về môi trường. Tỉnh cũng định hướng cho các huyện về phương án có những cơ sở xử lý môi trường tập trung, thu gom các cơ sở nhỏ lẻ để xử lý, đảm bảo môi trường bền vững.